chào mừng các bạn đã đến với khóa học hướng dẫn kinh doanh online ngành chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng và y tế đây là một trong ba nhóm ngành à, có cái uh, tiềm năng kinh doanh rất là lớn và có cái thu nhập rất là lớn thì đây là nếu mà các bạn đang làm trong nhóm ngành sức khỏe thì xin chúc mừng bạn bạn đã đi đúng một cái con đường cho cái việc mà các bạn đem lại rất là nhiều cái giá trị cho cộng đồng thứ hai là cái sự nghiệp của các bạn rất là dễ phát triển bởi vì đây là một trong ba thị trường xanh tức là càng ngày càng phát triển càng ngày càng có nhiều người có nhu cầu cho nên đó là trong cái khóa học này Nhung sẽ hướng dẫn cho các bạn cái định hướng để các bạn có thể kinh doanh cái ngành chăm sóc sức khỏe tốt ngay từ đầu và các bạn sẽ marketing ra sao, các bạn phải làm như thế nào thì tất cả những cái định hướng này thì Nhung sẽ chỉ trong cái khóa học này. đầu tiên thì nhung sẽ chia sẻ cho các bạn cái tiềm năng kinh doanh và kiếm tiền liên quan đến lĩnh vực y tế này chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng à, và tiếp theo thì nhung sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ nghiên cứu thị trường như thế nào và phân khúc khách hàng ra làm sao để các bạn có thể chọn ra ngách để các bạn làm phù hợp nhất bởi vì trong cái ngành này nó rất là rộng và nếu mà chúng ta không biết chọn đúng ngách thì các bạn thứ nhất là các bạn sẽ rất khó để xây dựng cái thương hiệu của mình để nhiều người biết đến thứ hai là các bạn sẽ cũng sẽ khó trong cái việc mà các bạn tạo ra cái thông điệp này, nội dung để các bạn làm và đồng thời là các bạn sẽ dễ bị rất là nhiều cái đối thủ cạnh tranh bởi vì cái ngành này là cái ngành mà cực kỳ cạnh tranh. Đấy thì chúng ta nếu mà chúng ta biết được cái cách mà chúng ta chọn một cái thị trường ngách tốt nhất để chúng ta làm và thay vì các bạn mà phải cạnh tranh vất vả trong trong cả một cái thị trường lớn thì các bạn chọn làm vua một cái ngách thì rất dễ dàng để cho các bạn kinh doanh và các bạn sẽ có cái thu nhập rất là cao. À, do đó thì nhung sẽ đi rất kỹ và rất sâu trong cái phần này và nó sẽ quyết định đến hơn 50% cái việc thành công của các bạn thì Nhung hay nói trong mỗi cái khóa học là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Nếu mà các bạn lựa chọn đúng ngách, bạn lựa chọn đúng thị trường mà nó sản sinh ra nhiều tiền và nó dễ làm thì rõ ràng là những cái bước về sau của các bạn làm rất là khỏe và đơn giản thì các bạn thấy là Nhung đang mở cái slide mà nó có cái nội dung trong bài blog thì thực tế là Nhung chỉ làm guideline để cho các bạn thấy được cái heading những cái cái nội dung để các bạn follow thôi chứ còn trong cả Nhung sẽ chia sẻ rất là nhiều lại lấy những cái ví dụ này và thao tác trên màn hình cho nên là các bạn hãy cố gắng các bạn theo dõi cho đến bước cuối cùng cho đến cái video cuối cùng trong cái chuỗi bài này để cho các bạn hiểu được hết tất cả nó nó rõ ràng hơn chứ còn nếu mà các bạn học mà chỉ có một clip hai clip à, và các bạn không học hết đó, thì có thể là các bạn sẽ thiếu rất là nhiều những cái phần quan trọng thì vì sao mà nhung nói cái cái tiềm năng của cái ngành này rất là lớn thứ nhất là trong dù bất kỳ trong cái thời điểm nào dù cái khủng hoảng nào thì cái ngành y tế này cái ngành chăm sóc sức khỏe thì nó vẫn tồn tại và thậm chí khủng hoảng thì tồn tại còn mạnh hơn ví dụ như trong cái mùa dịch covid này thì rõ ràng là các bạn thấy có một cái sự thay đổi rất lớn về cái hành vi người tiêu dùng và cái suy nghĩ cũng như là cái tư duy của người ta liên quan đến cái vấn đề sức khỏe thì các bạn thấy là cái ngành này khi mà các bạn làm ngành này thì cái nhu cầu nó rất là cao đấy và đặc biệt là những bạn nào mà đang kinh doanh những cái sản phẩm mà liên quan đến chăm sóc sức khỏe tại nhà hay là chăm sóc sức khỏe chủ động và liên quan đến vấn đề dinh dưỡng thì các bạn thấy là uh, những cái thực phẩm chức năng á xưa nay thì uh, người việt nam họ họ nghe cái đến cái vấn đề thực phẩm chức năng họ nghĩ rất là nhiều đến những cái công ty về đa cấp à, tại vì à, khi mà vào Việt Nam thì những công ty đa cấp này thì họ cung cấp những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy chứ còn trước đây á, thì những cái à, để mua mà những à, những cái thực phẩm chức năng á thì đa phần là nhập từ nước ngoài về hoặc là có rất là ít người sử dụng bởi vì thực sự là thực phẩm chức năng nó không hề rẻ so với cái thu nhập của người Việt Nam tuy nhiên bây giờ thì người ta càng ngày càng hiểu rõ về dinh dưỡng hơn càng ngày càng quan tâm đến sức khỏe hơn cho nên đó là cái lượng người mà mua những cái thực phẩm chức năng để bổ sung dinh dưỡng nó rất là nhiều. Cho nên là cái ngành này là sau cái trong cái mùa dịch Covid cũng như là sau mùa dịch Covid thì cực kỳ phát triển và cái người ta đã hiểu rõ hơn cái vai trò của thực phẩm chức năng. Cho nên là nếu mà các bạn đang kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc là những cái gì mà liên quan đến dinh dưỡng á thì đây là cái thời cơ rất rất là lớn của các bạn. Đây. Và thứ hai là cái lợi nhuận cái lợi nhuận trong cái ngành này cũng rất là tốt à, và đặc biệt là đặc biệt là những bạn mà thậm chí các bạn không kinh doanh sản phẩm đi các bạn là blogger liên quan đến dinh dưỡng thì cái nhu cầu mà người ta cần tư vấn về dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cũng rất là cao cho nên là cái ngành này nó hay cái là các bạn có thể kinh doanh kể cả sản phẩm hữu hình như là thực phẩm chức năng những cái thiết bị mà chăm sóc sức khỏe tại nhà vân vân hay là các bạn kinh doanh những cái gì liên quan đến sản phẩm số này dịch vụ những cái gì mà liên quan đến chất xám á, thì nó cũng có cái lợi nhuận rất là cao và cái nhu cầu rất là lớn và người ta sẵn sàng trả tiền cho khách hàng sẵn sàng trả tiền nhiều cho cái lĩnh vực này để họ có sức khỏe tốt hơn để họ có kiến thức tốt hơn về cái ngành này cho nên đó là đây là một cái ngành cực kỳ tiềm năng khi mà các bạn kinh doanh online á mà các bạn đi nghiên cứu thị trường hoặc là tìm những cái ý tưởng để các bạn có thể làm thì chúng ta luôn luôn phải nghiên cứu coi là cái thị trường ha cái thị trường này là nhu cầu cao này rồi là người khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền cho cái cho 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 cái lĩnh vực đó và thứ hai là có nhiều người bán nhiều người kinh doanh ở trong cái lĩnh vực này và họ sẵn sàng trả nhiều tiền để họ quảng cáo này để họ để họ thu hút được khách hàng thì đó chính là một cái ngành vô cùng có tiềm năng vô cùng thuận lợi để các bạn làm thì đấy là cái cái mà nhung thường hay suy nghĩ nhung thường hay quan sát để có được những cái ý tưởng kinh doanh tốt thì đây là một cái ngành rất là tuyệt vời và thứ hai là trên online cái ngành này nó không cạnh tranh nhiều ngành y này ngành chăm sóc sức khỏe này mà những cái nội dung liên quan đến nó thì hiện tại là chưa có nhiều nội dung về cái mảng này cho nên là ít cạnh tranh ở trên online và nó có rất là làm mảnh đất rất màu mỡ để các bạn làm rồi rất ít những cái blog này vlog này chuyên về ngành y tế skincare làm đẹp thì rất nhiều ha nhưng mà về chăm sóc sức khỏe về y tế về dinh dưỡng thì không có nhiều và bây giờ người ta cũng đã thấy được cái cái tiềm năng rồi cho nên đã có nhiều bạn nhảy sang về cái mảng về dinh dưỡng và các bạn chia sẻ lĩnh vực đó nhiều rồi thì các bạn thấy tiềm năng nó rất là lớn và thông tin ở trên mạng liên quan đến ngành y tế và chăm sóc sức khỏe là còn thiếu sơ sài và thực sự là copy paste rồi nó chưa được minh bạch hoặc là thông tin tốt thì nó ít cho nên đó là lại càng có nhiều cái cái đất thuận lợi để cho các bạn làm hơn. Đấy và cái rất là nhiều những cái người mà bên mảng đầu tư à, rất là nhiều nhà đầu tư công nghệ thì họ rất là thích cái cái cái, cái lĩnh vực mà bền vững như là ngành y tế ngành chăm sóc sức khỏe cho nên là khi mà các bạn muốn kinh doanh um, về bên công nghệ liên quan đến công nghệ chăm sóc sức khỏe thì cái đây là cái lĩnh vực rất là tiềm năng bởi vì khi mà nhung đi những trước đây thì nhung đi rất là nhiều cái chương trình mà uh, kiểu là dạng như là pitching pitching để um, À, để các dự án về online Dự án về công nghệ hay là dự án start-up à, Thì được nhận đầu tư Của những cái nhà đầu tư ở nước ngoài và tại Việt Nam Thì rất là nhiều cái um, Cái ngành liên quan đến y tế Và ngành chăm sóc sức khỏe Liên quan đến những cái gì mà nó bền vững Thì rất là nhiều nhà đầu tư họ quan tâm Bởi vì họ dư biết là cái ngành này á, Là tạo ra lợi nhuận như thế nào Cho nên là rất là nhiều người quan tâm đến, đến cái lĩnh vực này à, Thì các bạn đã biết là Nhung đã chia sẻ tất cả những cái tiềm năng Kinh doanh liên quan đến ngành này thì cho nên đó là à, nếu mà các bạn làm ngành này thì rất là tốt cho cái tương lai của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích được cái, à, được cái thị trường như thế nào, thì và cái phân khúc khách hàng nó làm sao để các bạn phục vụ và các bạn ít sự cạnh tranh. Thì à, khi mà các bạn phân tích thị trường và phân khúc khách hàng đó thì nó sẽ đi qua những cái nội dung cơ bản như sau. Thì các bạn có thể chọn cái phân khúc dựa trên là ngân sách này, à, ngân sách ví dụ như là cao cấp này, trung bình hoặc là uh, giá rẻ kể cả bất kỳ cái sản phẩm nào cũng vậy đi ở chăm sóc sức khỏe đi cũng có nằm trong cái ngách này và bất kỳ cái ngành nào cũng nằm trong uh, có thể ba ngách này nếu mà bạn chọn thị trường giá rẻ thì chắc chắn là các bạn sẽ biết là rất nhiều sự cạnh tranh đa phần mà gọi là mass thị trường gọi là cạnh gọi là, gọi là thị trường mà rộng lớn á, là thường là liên quan đến giá rẻ và trung tầm trung và cao cấp thì nó ít cạnh tranh hơn và cái thường là cái thu nhập lợi nhuận các bạn sẽ cao hơn ở cái cái ngách mà trung và cao cấp cho nên là nếu mà các bạn đang kinh doanh thì chúng ta cũng có thể là phân chia cái cái ngách của mình ra hoặc là các bạn chỉ tập trung vào phần trung hoặc là các bạn chỉ tập trung vào cao cấp hoặc là trung và cao cấp chứ các bạn không nên là làm cả ba cái là vừa giá rẻ vừa trung vừa cao cấp ví dụ như các bạn đang kinh doanh về cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe đi à, các bạn có sản phẩm giá rất rẻ và có các bạn có sản phẩm tầm trung và cao cấp thì người ta thấy là bây giờ là có quá nhiều sự lựa chọn người ta sẽ không biết chọn cái nào tốt bởi vì các bạn nói cái nào cũng tốt cả đấy cho nên đó là chúng ta cần phải biết được là cái phân khúc của mình ở đâu và chỉ tập trung vào cái phân khúc đó thôi chứ không phải là đụng cái gì các bạn cũng bán thứ hai là các bạn có thể chọn cái phân khúc dựa theo um, dựa theo location dựa theo địa điểm ví dụ như các bạn chỉ có kinh doanh ở một địa phương thôi ví dụ như gia lai nè đắk lắc hay là thành phố hồ chí minh vân vân đấy thì các bạn có thể chọn hoặc là các bạn chọn kinh doanh theo khu vực, Đấy. thứ hai là cái cái về địa điểm và thứ ba là cái về tính chất của sản phẩm. ví dụ như cái sản phẩm đó là chuyên dòng về giảm cân hoặc là cái cái sản phẩm đó chuyên về cái dòng là vitamin bổ sung sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hay cái dòng đó nó chuyên về một cái gì đó ở trong cái ngành y tế đấy uh, đấy phần có y tế thì có ngành dược này, có ngành là y nội um, ngoại khoa nội khoa rồi uh, về chăm sóc răng miệng rồi rất là nhiều thứ thì thì các bạn có thể phân chia theo cái lĩnh vực đó và các bạn chọn đúng cái phân khúc khách hàng nữa. Đấy, thì cái đó nó rất quan trọng và bây giờ nhung sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tìm cái về cái nhu cầu của khách hàng có nhiều hay không và cái sản phẩm nào nếu mà các bạn kinh doanh các bạn nhập hàng về thì sẽ có cái nhu cầu khách hàng mua bởi vì nếu mà các bạn kinh doanh các bạn nhảy vào kinh doanh chỉ cái dựa vào cái chuyên môn của các bạn thôi không đủ tại vì trong cái kinh doanh điều rất là quan trọng là chúng ta đem lại cái sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu chứ không phải là chúng ta bán cái mà chúng ta có và chụp cái mà chúng ta nghĩ là cái mình sẽ kinh doanh được thì các bạn nên nghiên cứu rất là kỹ cái đầu ra của sản phẩm tức là khách hàng họ sẽ phản ứng và họ mua như thế nào và họ có chấp nhận cái cái mức giá đó hay không và cái gì sẽ bán chạy thì chúng ta có thể nghiên cứu được hết tất cả những cái dữ liệu này và các bạn càng chắc chắn cái con đường đi tương lai cái đầu ra của mình đó thì cái cái việc mà các bạn có được cái thu nhập nó sẽ dễ dàng hơn và cái việc kinh doanh của bạn nó rõ ràng hơn và nó sẽ liên quan đến tất cả những cái nội dung này cái định hướng của các bạn làm xây dựng kênh như thế nào nó đều cái phụ thuộc vào cái bước ban đầu khi mà các bạn nghiên cứu thị trường à, thì cái bước nghiên cứu thị trường cơ bản là chúng ta có thể nghiên cứu ở trên google à, thứ hai là chúng ta nghiên cứu trên mạng xã hội và thứ ba là chúng ta nghiên cứu trên những cái kênh thương mại điện tử đầu tiên thì nhung sẽ vào cái google nhung phải vào cái những cái mà khách hàng sẽ đang đi tìm kiếm ở trên google và nhung coi được cái lượng tìm kiếm như thế nào thì cái công cụ cơ bản là keyword tool các bạn có thể search trên google à, ở trên cái google tool này cái đây là những cái công cụ là đi tìm kiếm từ khóa khi mà khách hàng họ muốn research người ta tìm kiếm thông tin gì về cái lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe hay y tế hay bất kỳ cái lĩnh vực nào ở trên đời này thì thường là họ sẽ search google thì cái việc của chúng ta là coi người ta đang search những cái từ khóa gì và người ta có tìm kiếm nhiều hơn không khi mà họ cái cái con số mà họ tìm kiếm càng nhiều thì chứng tỏ là họ có nhu cầu càng cao thì các bạn có thể search cái keyword tool để các bạn coi là những cái công cụ tìm kiếm từ khóa để cho ra được cái những cái dữ liệu mà người ta tìm kiếm. Thì Nhung hay thường dùng cái công cụ là keywordtool.io thì công cụ này phải trả tiền. Và công cụ thứ hai là Ahrefs. Thì Nhung sẽ lấy ví dụ cho các bạn ở công cụ Ahrefs để coi được là đối thủ cạnh tranh, coi được cái lượng mà người ta research và những cái gì mà người ta tìm kiếm xung quanh những cái từ khóa đó để cho các bạn có được cái dữ liệu tốt nhất, thấy được cái nhu cầu tốt nhất. Đây là cái công cụ mà Nhung thường dùng để Nhung kiếm từ khóa à, thì các bạn hãy đóng vai trò là khách hàng của bạn, cái đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn thì họ sẽ tìm kiếm gì khi mà họ muốn là tìm ra một cái cái gì liên quan đến lĩnh vực của bạn và thường là nếu mà sau này mà các bạn làm cái kỹ thuật gọi là SEO tối ưu hóa công cụ tìm kiếm á, thì đấy là những cái mà khách hàng họ search sau đó là à, nếu mà cái bài viết của các bạn cái web của các bạn được tối ưu tốt thì nó sẽ nhảy lên cái top một của Google và từ đó là người ta sẽ vào cái web của các bạn và người ta mua cái gì đó ở trên cái web của bạn. Thì dù là các bạn là blogger hay là các bạn đang làm cái đang làm gì liên quan đến kinh doanh online hay là kiếm tiền online thì cái cái cách mà người ta tìm ra cái kênh của bạn cũng là cái cách như vậy. Thì bạn hãy đóng vai người người dùng bạn search những cái từ khóa ví dụ như bạn đang kinh doanh thực phẩm chức năng đi là vitamin Đó, nhung nhung search. vậy thực phẩm chức năng Nhưng không làm ngành y nhưng mà đấy là cái cách mà tất cả mọi người họ tìm kiếm đây thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như thực phẩm chức năng thì có 15.000 người uh, tìm kiếm trên một tháng thì các bạn thấy là cái lượng tìm kiếm nó rất cao đúng không Rồi uh, có những người là họ tìm thì các bạn có thể click vào view all này để coi được là người ta tìm tất cả những cái gì liên quan đến thực phẩm chức năng khi mà các bạn bán thực phẩm chức năng thì các bạn cũng sẽ thấy được là người ta tìm những cái từ khóa nào có liên quan nữa. đây thì các bạn research hết thì các bạn cũng sẽ thấy được là trên google là có có những cái bên đang viết về những cái nội dung gì thì đây là cái cách mà chúng ta có thể theo dõi những cái đối tượng mà um, họ đang kinh doanh họ đang viết liên quan đến những cái bên đó thì ở đây nó nghiên cứu rất là kỹ nó đưa ra rất là kỹ cái bên nào mà nó càng uh, cái kênh của họ càng lớn này rồi có thì càng khó cạnh tranh cho nên là cái này chúng ta cũng sẽ dễ dàng biết và chúng ta tham khảo được đây là những cái từ khóa mà người ta tìm này Đấy. lượng tìm kiếm càng nhiều thì các bạn sẽ biết được và thực ra là những cái cái này là những người mà họ tìm kiếm làm sao thì các bạn sẽ dùng chính những cái từ khóa này để sau này các bạn viết nè hoặc là các bạn viết ở trên Facebook á thì các bạn cũng viết những cái nội dung mà đúng những cái từ khóa này thì chắc chắn là người ta sẽ quan tâm cho nên cái việc tìm kiếm từ khóa này nó rất là quan trọng. Đây. các bạn biết là người ta đang quan tâm đến cái sản phẩm gì thì các bạn có thể nhập những cái sản phẩm đó ví dụ như thực phẩm chức năng collagen này thì biết là các bạn biết là người ta có rất quan tâm cái này thì các bạn nhập những cái sản phẩm liên quan đến thực thực phẩm chức năng collagen hay thực phẩm chức năng tăng cân người ta cũng sệt nhiều này đấy thì các bạn sẽ biết được những cái này để các bạn làm chúng ta càng nghiên cứu kỹ cái lượng mà cái um, tìm kiếm càng nhiều tìm kiếm càng nhiều rồi các bạn sẽ xem được là cái này là nó tiềm năng hay không và bất kỳ các bạn liên đang làm liên quan gì đến trong phần y tế ví dụ như là um, về dược này uh, dược mỹ phẩm này rồi là những cái loại thuốc rồi người ta quan tâm đến chữa những cái bệnh gì thì các bạn cũng sẽ tìm lên uh, được qua những cái kênh này để các bạn làm Đấy thì Nhung lấy cái cách mà một một số cách mà các bạn tìm cái thị trường để các bạn có thể áp dụng tương tự Dù là các bạn đang kinh doanh trong cái lĩnh vực nào trong phần y tế chăm sóc sức khỏe thì chúng ta cũng làm tương tự Đây thì các bạn coi hết tất cả những cái gì mà người ta đang tìm kiếm Đây, Thì đấy là cái cách mà các bạn tìm trên Google Sau khi mà các bạn tìm xong rồi thì các bạn sẽ lấy những cái từ khóa đó bạn search ngược lại Giả sử các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy được cái những cái bên đang kinh doanh như thế nào rồi họ kinh doanh có tốt hay không rồi giá như thế nào vân vân thì các bạn có thể xem được hết ở trên đây ha. và bạn nghiên cứu kỹ càng kỹ thị trường rồi. rồi coi đối thủ cạnh tranh họ làm như thế nào có dễ để mình làm hay không thì các bạn coi được hết và kênh thứ hai mà các bạn có thể tìm đó chính là kênh trên kênh thương mại điện tử như shopee lazada tiki nhưng chỉ là mẫu một cái ở shopee thôi và còn cái việc mà các bạn nghiên cứu sâu hơn thì là các bạn sẽ phải làm những cái bản nghiên cứu như vậy cho ra được cái số liệu và các bạn quyết định là các bạn sẽ kinh doanh sản phẩm gì thì chúng ta coi được hết ở trên đây thì bây giờ trên shopee tiki lazada tất cả những cái sản phẩm liên quan đến y tế rồi chăm sóc sức khỏe là đều có hết cho nên là các bạn rất dễ dàng để các bạn tìm kiếm thì nhung giả sử là thực phẩm chức năng collagen đi thì người dùng họ họ tìm thì người ta cũng tìm cái, cái tương tự thôi thì các bạn có thể uh, cho rất là bỏ rất là nhiều cái từ khóa để các bạn nghiên cứu thì các bạn coi là những cái sản phẩm nào bán chạy hoặc là thậm chí bạn có tìm collagen thôi cũng được Đấy, bạn coi là cái sản phẩm nào bán chạy để bạn nhập vào Ví dụ như cái này là bán rất là chạy là 9 ngàn này Thì các bạn coi cái giá người ta kinh doanh, người ta bán làm sao Đó, thì cái sản phẩm nào bán chạy thì các bạn có thể thấy được ở trên đây hết ha Thì lúc đó thì chúng ta biết là cái sản phẩm nào ok để chúng ta nhập về Đấy, thì để các bạn đưa ra những cái từ khóa để chúng ta tìm kiếm, chúng ta biết được những cái nào mà chúng ta cần kinh doanh. Thì đấy là một cái cách rất là hay để các bạn coi được cái đối thủ cạnh tranh, coi được là những cái sản phẩm nào bán chạy chúng ta có thể dễ dàng tìm ở trên những cái kênh thương mại điện tử thế này. Tại vì sau này khi mà các bạn kinh doanh sản phẩm thì thường các bạn cũng sẽ bỏ trên những cái kênh thương mại điện tử này chúng ta bán. Thứ hai, à thứ ba là chúng ta coi ở trên Facebook, trên mạng xã hội, trên YouTube nữa khi mà các bạn đặc biệt là những cái bạn mà kinh doanh những cái sản phẩm nào mới á, mà chưa có nhiều uh, cái cái nhu cầu trên thị trường thì các bạn sẽ khi mà các bạn search từ khóa thì nó sẽ không ra bởi vì có thể là có nhu cầu ở đó nhưng mà người ta chưa biết đến cái đó chưa biết đến những cái lĩnh vực những cái sản phẩm đó thì người ta sẽ chưa search trên Google. Nhưng mà đâu đó họ cũng đã có cái nhu cầu. Thì ví dụ như những cái mà liên quan đến chăm sóc mà giúp cho não tốt hơn hay là những cái sản phẩm gì mà ngăn ngừa cái ngăn ngừa cái tính phát tác mạnh của Covid chẳng hạn thì Nhung nói lấy ví dụ thôi. Hoặc là chăm sóc sức khỏe liên quan đến cái mùa dịch thì có thể là người ta chưa có search những cái từ khóa đó nhưng mà ở trên những cái group Facebook những cái gì những cái group liên quan đến chăm sóc sức khỏe thì họ đã hỏi những cái câu hỏi đó. Cho nên các bạn có thể nghiên cứu những cái nhu cầu thì các bạn vào những cái group mà về chăm sóc sức khỏe các bạn search ở trên uh, Google ở uh, trên, trên trên Facebook sẽ ra thôi ví dụ như đối tượng khách hàng của bạn là gì thì họ cũng sẽ ở trong những cái group đó ví dụ như là bà mẹ bỉm sữa chăm sóc con cái thì nó cũng sẽ vào những cái group liên quan đến đó Đấy, chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch này vâng thì các bạn có thể coi thì có một cái tip mà các bạn có thể làm à, nhung lấy ví dụ như cái cái group mà nhung hay dùng để chị em mừng đẹp đi thì nhung sẽ chỉ cho các bạn cái tiếp để chúng ta tìm được cái nhu cầu của khách hàng các bạn nhấn vào cái nút search này các bạn thấy là bạn search những cái từ khóa về vấn đề hoặc là não này rồi chăm chăm sóc uh, sức khỏe tinh thần rồi những cái gì đó thì vấn đề này thường đó là người ta sẽ tìm kiếm là vấn đề khó khăn rồi là đấy thì những cái vấn đề của họ thì bạn sẽ tìm những cái từ khóa là vấn đề khó khăn rồi là um, giải quyết đấy thì những cái từ khóa đó thì người ta sẽ có ra những cái kết quả mà người ta hỏi ở trên đó hoặc là chia sẻ ở trên đó sau đó là các bạn vô những cái comment các bạn đọc thì các bạn sẽ đi tìm những cái mà người ta quan tâm người ta hỏi nhiều rồi thứ hai các bạn cũng có thể vào những cái group mà có đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn thì các bạn sẽ khảo sát họ nè hỏi ra những cái câu hỏi để mớm lời cho họ nói họ chia sẻ thì các bạn sẽ biết được rồi xong là các bạn có thể nói ra được cái giải pháp của mình coi người ta có quan tâm hay không thì với những cái công ty nhỏ thì đa phần là các bạn hay bỏ qua cái vấn đề là khảo sát khách hàng nhưng mà cái việc khảo sát này chúng ta sẽ biết chính xác là người ta quan tâm là sản phẩm thì người ta quan tâm về giá về thương hiệu hay về cái về cái hiệu quả của nó thì các bạn sẽ coi được là số đông người ta quan tâm đến cái gì và chúng ta sẽ tìm ra được là à những cái đó là những cái mà mình nên kinh doanh những cái đó là những cái mà khi mà mình đưa ra những cái thông điệp thì người ta sẽ quan tâm thì cái đó là các bạn cần tìm và các bạn hãy làm theo cái phương pháp nãy giờ nhung chỉ thì trên youtube thì người ta hỏi về vấn đề sức khỏe cũng rất là nhiều ví dụ như là sức khỏe um, y tế các bạn search ra những cái từ khóa thì liên quan đó thì những cái blogger họ cũng hướng dẫn rất là nhiều về những cái này. Ví dụ như là thực phẩm chức năng. Và các bạn cũng có search liên quan đến những cái loại bệnh nữa để coi là những cái video nào. Đấy, thì các bạn vào đó, giả sử đây thì các bạn vào đây thì các bạn vào những cái comment để thường là người ta sẽ hỏi hỏi những cái nội dung gì thì các bạn tập hợp tất cả những cái câu hỏi những cái vấn đề những cái gì của khách hàng thì lúc đó thì các bạn sẽ biết là người ta quan tâm đến những cái gì ha thì đây là cái cách mà nhung đi research hết tất cả và nhung cho ra được cái dữ liệu để nhung chạy ra coi biết những cái gì mà người ta để người ta quan tâm nhất thì đấy là những cái mà cái kỹ thuật để các bạn đi tìm cái nhu cầu của khách hàng và các bạn uh, chọn ra được những cái cái mà các bạn cần kinh doanh thì tương tự những cái chăm sóc sức khỏe về y tế, về các loại bệnh thì người ta cũng sẽ search ở trên này. Search trên Google thì các bạn nếu mà các bạn làm liên quan đến vấn đề y tế về chăm sóc chữa bệnh thì các bạn cũng sẽ tìm tương tự như vậy. Thì nói chung là mạng bất kỳ cái mạng nào các bạn cũng có ba bốn phương pháp mà bạn tìm ra được nhu cầu của khách hàng bằng cách như thế này và lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu được là cái phân khúc khách hàng nào rồi là những cái mà chúng ta nói là liên quan đến thị trường phân khúc khách hàng Thì các bạn có thể tìm được hết ở trong những cái cách như thế này Trong bài học này thì Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền như thế nào với cái ngành sức khỏe Rất là nhiều bạn khi mà các bạn vào kinh doanh online thì chúng ta chỉ nghĩ có một hướng là chúng ta sẽ kiếm được tiền từ kinh doanh sản phẩm thôi Nhưng mà các bạn đã bỏ qua rất là nhiều thứ tức là kinh doanh có là kinh doanh dịch vụ này kinh doanh sản phẩm số bằng chất xám rồi có rất là nhiều thứ khi mà các bạn phát triển được cái kênh của chúng ta ở trên online mạnh thì các bạn sẽ có được rất là nhiều nguồn thu từ những cái hướng khác nhau thì nhung muốn là khi mà các bạn coi cái clip này thì các bạn sẽ khám phá ra được rất là nhiều cái cách mà chúng ta kiếm tiền và khi mà chúng ta khám phá ra được những cái cách đó thì các bạn có thể áp dụng vào những cái nội dung và những cái gì mà các bạn có thể chia sẻ ở trên cái kênh online để các bạn thu hút được nhiều nhất cái thu nhập của mình từ mỗi cái đầu khách hàng từ mỗi người xem và cái kênh của các bạn thì đấy là một cái cách mà chúng ta làm rất là bền vững và cái thu nhập của chúng ta đến từ nhiều hướng và Nhung thường nói khi mà kinh doanh chúng ta đừng bỏ hết trứng vào một rổ thì đấy là cái cái việc mà chúng ta tối ưu hóa được rất là nhiều cái cách kiếm tiền như vậy thì sẽ giúp cho các bạn thứ nhất là thu nhập của bạn cao hơn thứ nhất à, thứ hai là các bạn đỡ bị rủi ro và thứ ba là có thể là cái chi phí của các bạn sẽ thấp hơn các bạn đỡ phải tồn hàng này nọ thì chúng ta nên áp dụng tất cả những cái cách này thì đây là chính cái cách mà online mà các bạn có thể kiếm tiền từ, từ ngành y tế này thứ hai là chăm sóc sức khỏe à, rồi các bạn làm về dinh dưỡng thì nó cũng sẽ ở trong những cái cách này hết Đầu tiên là các bạn sẽ kinh doanh bán sản phẩm dịch vụ Thì các bạn có thể là kinh doanh những cái sản phẩm về máy móc chăm sóc y tế tại nhà à, Rồi những cái mấy cái này thì ở châu Âu và các nước phương Tây họ rất là phát triển Bởi vì á, cái đặc điểm là của họ là Thứ nhất là họ không có thời gian này Thứ hai là đi đến bệnh viện cũng có rất là nhiều cái quy trình này kia Cho nên là cái những cái sản phẩm đó thì kinh doanh nó rất, họ, rất là dễ để họ mua online Cho nên đó là những cái kiểu mà chăm sóc sức khỏe tại nhà nó rất là nó rất là uh, phổ biến thì tương tự ở các nước như ở Việt Nam thì uh, sẽ cũng sẽ có cái chiều hướng họ làm như vậy hơn đặc biệt là bây giờ khi mà tất cả thực cái thứ mà về online rất phát triển rất là dễ dàng để mua ở trên những cái kênh Shopee, Lazada, Tiki thì những cái máy móc chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ có cái nhu cầu càng ngày càng mạnh hơn rồi thứ hai là uh, những bạn làm y thì có thể làm nhà thuốc thực phẩm chức năng rồi bán vitamin mỹ phẩm online rồi cái gì tất cả những cái gì các bạn có thể làm bán trên online hết thì ở nhung đang hiện tại là nhung đang ở sinh sống ở hà lan thì tất cả mọi thứ bây giờ nhung mua đều on, ở trên online hết thì uh, đây là một nhung lấy cái ví dụ uh, trong cái, cái phần mà uh, cái bài tiếp theo á nhung có một cái phần mà nhung sẽ chia sẻ cho các bạn những cái case study tức là ở nước ngoài ở Việt Nam họ những cái kênh họ đang làm như thế nào thì các bạn sẽ thấy được là mọi thứ bây giờ ở nước ngoài thì họ đều có thể mua online thì bây giờ chúng ta cũng phải phát triển theo cái xu hướng như vậy bởi vì bây giờ người ta mua tất cả những cái vitamin rồi thực phẩm chức năng hay bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng mua ở trên những cái kênh thương mại điện tử thì tại sao chúng ta không có tạo ra những cái website giống như những cái kênh thương mại điện tử nhưng mà khác là chúng ta bán những cái sản phẩm gì chúng ta có ở trên cái website của chính mình thì khiến cho khách hàng có thể mua rất là dễ dàng tiện lợi thì các bạn có thể làm những cái cửa hàng online như vậy để các bạn bán những cái sản phẩm à, rồi các bạn có thể bán những cái dụng cụ y tế. Thì bây giờ dụng cụ y tế thì người ta đang làm à, đa phần là bán um, dựa theo mối quan hệ có cửa hàng rồi có nhà xưởng để bán nhưng mà bây giờ các bạn có thể hoàn toàn có thể bán online trên những cái kênh uh, website của các bạn. Các bạn có thể bán uh, B2B cho doanh nghiệp hay là các bạn uh, B2C dành cho khách hàng cá nhân thì uh, hệ thống online của các bạn đều có thể bán được hết. Ngoài ra là các bạn kinh doanh những cái thực phẩm chức năng hay là uh, những cái gì liên quan đến uh, dinh dưỡng rồi sản phẩm về dinh dưỡng các bạn cũng có thể bán trên online uh, bằng qua những cái kênh uh, của mình từ website cho đến những cái kênh mạng xã hội. Thứ hai là các bạn có thể cung cấp những cái dịch vụ tư vấn uh, rồi chăm sóc sức khỏe, rồi tư vấn về dinh dưỡng. Nếu mà các bạn đang là bác sĩ, dược sĩ, vật lý trị liệu hay là coaching về, về sức khỏe chuyên gia dinh dưỡng vân vân, rồi chữa lành về tâm lý về tất cả những cái gì đó có chuyên môn của các bạn liên quan đến chăm sóc sức khỏe về y tế thì các bạn đều có thể làm những cái dịch vụ tư vấn online cái nhu cầu này thực sự là rất là nhiều bởi vì các bạn biết là mỗi lần mà đi đi bệnh viện rồi đi những phòng khám chờ rất là lâu chờ đợi rất là mệt mỏi mà thậm chí có những cái mà có thể hỏi trên online thì người ta thấy rất là thoải mái và dễ dàng đặc biệt là những cái gì mà liên quan đến tâm lý là những cái gì liên quan đến dinh dưỡng thì hoàn toàn có thể thông qua cái dịch vụ mà tư vấn online thì cái ngành này rất là phát triển ở phương tây nhưng mà ở việt nam thì họ thấy là uh, đang còn rất là mới mẻ nhưng mà nếu mà các bạn bắt đầu được cái xu hướng này thì có thể là đem đến cái thu nhập cho các bạn rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu của thị trường rồi uh, các bạn Nhung cũng có rất là nhiều học viên á là đang làm bên ngành y là dược sĩ nè rồi những cái bạn mà đang làm về mạng chăm sóc sức khỏe thì rất là nhiều người nói là bây giờ tôi muốn đoán bệnh này tôi muốn khám chữa bệnh thì tôi phải tới trực tiếp chứ tôi phải gặp được khách hàng rồi là chữa được nhưng mà thực thực tế là tất cả mọi người ở trong trong nhà nhung đều làm ngành y thì cho nên là nhung rất là hiểu về cái ngành này thì có rất là nhiều người á. Bây giờ họ đang có cái xu hướng là họ đang tìm hiểu những cái vấn đề về sức khỏe của họ trên online. Đầu tiên là họ sẽ search coi những cái bệnh này thì họ cần phải dùng thuốc gì hoặc là chữa cách như thế nào. Sau đó là nếu mà thuận lợi thì họ sẽ đi đến bác sĩ. Đương nhiên là đi đến bác sĩ sẽ sẽ tiện hơn và chẩn đoán được bệnh tốt hơn. Tuy nhiên là cái xu hướng bây giờ người ta là hay research những cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe tại nhà họ research trên online để người ta xem được cái cái thông tin đó sau đó là người ta mới đi đến những cái bước tiếp theo. Thì nếu mà các bạn biết được cái cách mà người ta đang làm như vậy người ta đang nhiều người tìm kiếm như vậy thì tại sao chúng ta không mở cái những cái kênh à để các bạn chia sẻ các bạn viết về những cái loại bệnh thì chúng ta thường là sử dụng những cái nào rồi sau đó là các bạn có thể thêm những cái dòng là nếu mà các bạn muốn chuẩn đoán bệnh tốt hơn thì các bạn có thể đi đến phòng mạch này rồi và rồi bệnh viện này hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để à, có thể được tư vấn vân vân thì thì đấy là khi mà các bạn biết được cái hành vi của người dùng, biết được cái cách mà họ đang làm để tìm kiếm thông tin như thế nào thì các bạn có thể tạo ra những cái dịch vụ như vậy và tạo ra những cái nội dung trên online như vậy. Cho nên nó là uh, các bạn khi mà các bạn đang làm những cái cách cũ mà bây giờ chưa có hiệu quả hoặc là chưa có đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của xã hội thì tại sao chúng ta không có đi theo cái xu hướng của xã hội và chúng ta đem những cái giá trị mà những cái kiến thức, những cái chuyên môn của mình chúng ta biết để phục vụ cho cộng đồng và chúng ta còn kiếm được rất là nhiều tiền từ cái cách đó nữa thứ ba là các bạn có thể bán những cái sản phẩm số sản phẩm số là bây giờ cái xu hướng của các bạn nhu cầu tìm đến rất là nhiều và thu nhập của các bạn rất là cao bởi vì các bạn không phải bỏ ra nhiều cái công sức hàng ngày nếu mà các bạn không bỏ công sức đó thì các bạn sẽ không có được tiền ví dụ như là nếu mà một ngày bạn ngưng bạn không có chữa bệnh Uh, cho khách hàng hoặc là các bạn không làm cái công việc của các bạn không bán hàng thì lúc đó là các bạn sẽ không có tiền tuy nhiên là khi mà các bạn tạo được cái sản phẩm số rồi các bạn mất công một lần rồi các bạn tạo ra và các bạn chỉ cần marketing và nó sẽ đi hệ thống một cách tự động thì lúc đó là các bạn rất là khỏe các bạn không cần phải ngày nào các bạn cũng phải lăn xả các bạn làm việc và uh, khi mà các bạn tạo được cái sản phẩm tốt thì đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì nó sẽ tự động lan tỏa thì uh, uh, bên ngành y thì hiện tại các bạn nếu mà các bạn đi vào những cái website như là Unica ở Việt Nam thì có Unica rồi Udemy hoặc là những cái web mà chuyên bán những cái khóa học ở trên thế giới thì các bạn thấy là cái nhu cầu mà người ta mua cái, những cái khóa học liên quan đến cái ngành y chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng rất là nhiều. Thì Nhung sẽ lấy cho các bạn coi một cái ví dụ. Ở Việt Nam thì có Unica nè, ở nước ngoài thì có Rất là nhiều trang. Rồi thì, um, trang Coursera. Có nhiều cái là các bạn nghĩ là làm sao mà có thể tạo được khóa học. Nhưng mà thực tế là có hết. Và nhu cầu của người ta uh, rất là cao. Đấy. Thì các bạn vào những cái trang này các bạn sẽ thấy ở phần category. Thì các bạn chọn cái lĩnh vực mà wellness. Là cái lĩnh vực mà uh, rồi chăm sóc uh, sức khỏe luôn nè. Và có thể có food nữa nè Rồi Coursera Bạn cũng nhấn vào explore Để các bạn coi những cái liên quan đến Sức khỏe nè thì các bạn có thể vào đây để các bạn coi cái khóa học thì các bạn sẽ biết được là những cái khóa học này nó như thế nào nội dung họ làm ra sao và có những cái khóa học gì để chúng ta biết được là chúng ta có thể sử dụng những cái mà các bạn đang có các các chuyên môn của các bạn để các bạn tạo ra những cái khóa học đó và khi mà chúng ta theo uh, xem những cái này thì chúng ta cũng phải ngược lại ở cái phần mà phân khúc khách hàng và và xem thử cái thị trường là có nhu cầu hay không thì các bạn nên đi tìm những cái khóa học như thế này để chúng ta coi được là người ta đang làm như thế nào các bạn có thể coi những cái trang này Rồi. trên đây thì các bạn sẽ thấy là cái lĩnh vực mà sức khỏe này cũng có rất là nhiều khóa học và cái khóa học mà các bạn để cái giá thấp hay cao là tùy bạn cái giá trị của các bạn đem lại càng lớn nó càng có giá trị và nó giúp được cho nhiều người giúp được nhiều cái vấn đề của khách hàng thì các bạn sẽ chạc được cái giá cao và nó cũng phải phụ thuộc vào cái thương hiệu của các bạn nữa cho nên đó là cái đây là chỉ là những cái mà để các bạn tham khảo coi là có những cái gì ví dụ do khóa học của các bạn rất là chi tiết ví dụ như khóa học kiếm tiền online hấp của nhung đi thì nhung dạy từ a tới z tất cả những cái gì mà người ta cần để người ta có thể kinh doanh được nè họ kiếm được tiền online và cụ thể là những học viên của nhung đã có cái thu nhập rất cao sau khi học khóa học thì rõ ràng thì khóa học của Nhung không thể nào để giá thấp được. Thì nó phải tăng thì khóa học của Nhung bây giờ Nhung đang để giá là 5 triệu nhưng nó tăng dần cho đến 12 triệu. Thì rõ ràng là người ta sẽ thấy được là nếu mà các bạn để giá quá thấp thì người ta sẽ thấy là à chắc cái khóa học này vớ vẫn thôi thì cái giá nó mới rẻ tiền nào của đó. Và cái với cái suy nghĩ đó thì chúng ta nên để cái giá mà đúng những cái gì mà chúng ta đang cung cấp cho khách hàng. Thì cái đây các bạn chỉ có coi để các bạn tham khảo coi có những cái khóa gì để cho các bạn có thể làm nếu mà các bạn làm những khóa nhỏ nhỏ thì các bạn có thể để cái giá thấp nhưng mà các bạn làm những khóa mà uh, nó chi tiết và nó yêu cầu nhiều thứ rồi nó rất là cần thiết đó thì các bạn có thể để giá cao thậm chí là có những cái khóa mà về uh, nhung được biết là những cái khóa về dinh dưỡng và chữa bệnh dành cho những người mà ví dụ như là họ có bị bệnh về về bị gút này thì những cái khóa đó thậm chí là người ta uh, phải trả tiền là hai chục triệu cho đến ba chục triệu để để họ tham gia những cái khóa đó cho nên là các bạn thấy là những cái gì mà liên quan đến sức khỏe người ta bỏ rất là nhiều tiền để người ta giải quyết được những cái vấn đề của họ bởi vì anh có nhiều tiền nhưng mà anh không có sức khỏe thì cũng bằng nhau cho nên đó là càng ngày càng nhiều người họ sẵn sàng trả tiền cho nên là những cái khóa học về chăm sóc sức khỏe tại nhà rồi có được cái dinh dưỡng tốt hơn để giải quyết được những cái vấn đề về bệnh của người ta thì có cái nhu cầu rất là lớn cho nên là các bạn có thể suy nghĩ thứ nhất là ebook này để các bạn có thể tạo ra những cái ebook mà chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chuyên ngành. thì nhung có biết cả một người ạ thì cái anh này là có gia đình là làm ngành y thì có rất là nhiều những cái sách mà liên quan đến ngành y nè mà ở việt nam chưa có thì ảnh có những cái ebook liên quan đến những cái sách chuyên ngành như vậy. rồi có những gia đình ảnh tạo ra những cái ebook mà chăm sóc chữa bệnh này kia thì cái nhu cầu rất là cao và người ta sẵn sàng trả tiền rất là nhiều để người ta tải những cái ebook có giá trị như vậy. Thì cho nên đó là các bạn có thể sử dụng những cái chất xám những cái gì mà các bạn biết để các bạn tạo ra những khóa học này, gọi e ebook này, khóa học online vân vân. Và các bạn tạo một lần thôi và các bạn có thể bán trong một thời gian rất là dài. Thì đây là cái mà cái nhu cầu thị trường rất là cao và có lợi nhuận rất là tốt và nó sẽ đem được rất là nhiều cái giá trị cho cộng đồng thứ tư là bạn có thể kiếm được tiền từ affiliate thì affiliate có hai đầu làm khi chúng ta làm theo hình thức là chúng ta là người bán thứ hai là chúng ta làm theo kiểu là chúng ta là người tạo nội dung và chúng ta làm affiliate để chia sẻ cho người xem những cái sản phẩm dịch vụ nào mà người ta cần thì với nhung sẽ nói đầu tiên là với cái kiểu là các bạn là người content creator tức là bạn tạo ra nội dung giả sử bạn là một blogger bạn là vlogger các bạn chia sẻ những cái kiến thức về về vấn đề chăm sóc sức khỏe hay là các bạn có thể là uh, đang làm ngành y và các bạn muốn tạo ra một cái blog để các bạn chia sẻ những cái kiến thức về liên quan đến ngành y chẳng hạn thì lúc đó thì các bạn sẽ đăng chắc chắn là khi mà chúng ta uh, hướng dẫn một cái gì đó thì nó sẽ liên quan đến những cái sản phẩm mà khách hàng cũng sẽ cần mua cho nên là các bạn sẽ đăng ký những cái chương trình affiliate này ở trên những cái kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki rồi sau đó là các bạn sẽ lấy những cái đường link ví dụ như là các bạn muốn à, muốn chia sẻ về những cái sản phẩm chẳng sản phẩm về collagen đi thì các bạn sẽ lấy những cái sản phẩm liên quan đến collagen rồi các bạn chia sẻ bỏ trên cái kênh mạng xã hội của mình thì khách hàng nào mà click vào cái link đó thì sẽ mà mua trong vòng bao nhiêu ngày trong vòng 30 ngày chẳng hạn thì họ sẽ bạn sẽ kiếm được hoa hồng từ những cái sản phẩm đó và những cái đường link này luôn luôn có một cái mã tracking tức là cái mã nhận diện đó là người dùng họ click vào từ cái từ cái đường link và để họ họ tính được là cái đường link đó là khách hàng đó là từ bạn mà ra thì cái hệ thống nó hoàn toàn tự động nó hay một cái là khách hàng chỉ cần click vào một lần sau đó là nếu mà họ có vô trực tiếp cái trang đó họ mua thì cái cái hệ thống nó cũng sẽ tính toán được là từ bạn là người ta click vào cái link của bạn cho nên là affiliate là nó làm được rất là tự động và khi cái kênh của các bạn càng nhiều người xem thì cái tỷ lệ người ta click vào càng cao và nếu những cái sản phẩm mà các bạn chia sẻ có cái giá trị cao á thì cái hoa hồng của bạn sẽ cao hơn thì đương nhiên là khi mà chúng ta làm content creator thì chúng ta phải đem cái uh, cái uh, cái lợi ích của người người xem lên hàng đầu chúng ta chia sẻ những cái sản phẩm mà nó thực sự tốt thì lúc đó là nó sẽ tốt cho cái thương hiệu của bạn hơn À, và và thứ hai là khi mà các bạn đang kinh doanh những cái dòng sản phẩm nào mà các bạn không có muốn nhập hàng các bạn muốn có nhiều cái um nhiều cái sản phẩm hơn để mình có thể kinh doanh mà những cái sản phẩm đó thì các bạn không chuyên thì các bạn không muốn nhập hàng về thì các bạn có thể làm qua cái kiểu là affiliate này hoặc là các bạn có thể làm dạng như là dropshipping dropshipping là cái hình thức mà các bạn kinh doanh nhưng mà các bạn không phải bỏ vốn các bạn cũng không cần phải ship hàng các bạn có một website hay là những cái kênh thương mại điện tử của các bạn thì các bạn có thể đăng các bạn có website hay là những cái kênh mạng xã hội của bạn có nhiều người xem thì các bạn có thể đăng những cái sản phẩm của các bạn lên đó sau đó người nào họ mua và thanh toán với bạn sau đó thì bạn có thể uh, gửi cái thông tin đó trực tiếp với người bán và người bán họ sẽ ship hàng đến cho khách hàng và khách hàng sẽ không biết là họ đang mua qua một cái bên trung gian là bạn đó thì đấy là một cái cách làm gọi là drop shipping và với những cái sản phẩm mà có giá trị rất cao như là uh, máy móc là chăm sóc sức khỏe thì các bạn có thể làm theo cái hình thức đó và các bạn không cần phải bỏ vốn uh, và các bạn cũng không cần phải lo đến shipping rất là khỏe đúng không và những cái sản phẩm nào mà có hoa hồng càng cao thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều thì đấy là cái cách mà các bạn làm thậm chí là có những cái sản phẩm mà bây giờ chưa có tại thị trường Việt Nam uh, thì mà nó có rất là nhiều ở những cái trang như là AliExpress rồi eBay thì các bạn có cái hệ thống làm drop shipping hoàn toàn tự tự động luôn lấy nội dung tự động nè rồi xong là hệ thống mua tự động thì rất là khỏe để cho các bạn làm thì các bạn có thể nghiên cứu qua những cái sản phẩm nào mà ở Việt Nam chưa có mà nó có nhu cầu cao thì các bạn cũng có thể nhập làm theo kênh thức dropshipping này. Thứ sáu là các bạn có thể làm quảng cáo Khi mà cái kênh của bạn có nhiều người xem rồi Thì chắc chắn là những cái bên mà họ sẽ muốn là quảng cáo trên những cái kênh của các bạn Thì cái độ nổi tiếng của các bạn càng cao Thì các bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn Thậm chí là các bạn một cái video các bạn chia sẻ thôi Thì các bạn cũng có thể kiếm được từ 5 cho đến 20 triệu Tùy theo cái độ nổi tiếng nha Rồi các bạn có trên Facebook Vậy thì các bạn cũng có thể viết những cái bài post liên quan Ví dụ như là Hana Nhân Anh là một người rất là nổi tiếng ở Bên cái lĩnh vực là fitness thì bạn này lâu lâu cũng chia sẻ những cái nội dung về quảng cáo về những cái sản phẩm này sản phẩm nọ à, thì thậm chí là những cái brand còn liên hệ với bạn để livestream trực tiếp về những cái sản phẩm liên quan đến cái cái đối tượng mà khách hàng đang theo dõi cái kênh của bạn đó và bạn kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái kênh này cho nên là đây là cái 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 mà các bạn không thể bỏ qua nếu như bạn làm vlogger, làm blogger hay là các bạn có những cái kênh chia sẻ liên quan đến sức khỏe thì đây là cái lĩnh vực mà rất là nhiều người, những công ty sẵn sàng bỏ rất là nhiều tiền để quảng cáo. Thì ngày xưa ba Nhung làm cho một cái công ty dược và các bạn biết là những cái công ty dược này họ trả bao nhiêu tiền cho những quảng cáo TVC ở trên um, ở trên uh, truyền hình Đấy thì tính tiền gọi là đến cả trăm triệu cả tỷ luôn. Thì rõ ràng là bây giờ trên online thì người ta người dùng họ ở trên online nhiều hơn thì những cái bên mà thực phẩm dinh dưỡng rồi là thuốc men thì họ cũng sẽ có xu hướng là người ta quảng cáo ở trên những cái kênh online này và họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho những cái bên KOL để um, để có thể và nói về cái sản phẩm của họ. Cho nên đó là um, mục tiêu hàng đầu khi mà chúng ta làm online thì chúng ta phải xây được những cái kênh Online và các bạn chia sẻ Những cái nội dung hữu ích chứ không phải là các bạn Xây kênh online để tập trung 100% là các bạn bán Bởi vì nếu mà các bạn muốn có nhiều người follow á Thì các bạn phải chia sẻ những kiến thức có giá trị Thì đấy là những cái mà Nhung sẽ chia sẻ Trên cái phần sau là cái phần về marketing Các bạn phải làm nội dung như thế nào Bây giờ Nhung sẽ đi tiếp về những cái mà các bạn có thể kiếm được tiền thì các bạn có thể kiếm được tiền từ kênh mạng xã hội thì nó rất là đơn giản rồi các bạn mà có lượng fan cao có lượng follow cao có lượng được xem cao ở trên mạng xã hội thì các bạn có thể kiếm được tiền từ cái vấn đề quảng quảng cáo rồi lượt view vân vân và donation donation là cái hình thức mà người ta có thể trả tiền giữa... Cho bạn cái việc mà cái nội dung của bạn hay Thì người ta sẽ có những cái plugin Để các họ có thể ủng hộ tiền cho bạn Hoặc là thậm chí là chuyển tiền trực tiếp cho các bạn Qua Momo hay là chuyển khoản Thì cái hình thức donation này Cũng là một cái hình thức mà rất là nhiều người Ở trên K, KOC Ở trên TikTok họ đang làm Tức là họ sẽ livestream chia sẻ những cái kiến thức Sau đó là người dùng họ sẽ donate cho họ Hoặc là ở trên blog cũng có Và tất cả các kênh bạn cũng có thể Áp dụng cái hình thức này Thì giống như là fan họ họ trả tiền cho idol, họ donate cho idol thì bạn tương tự là bạn là một người tạo ra cái kiến thức tốt thì các bạn có thể viết vài dòng hoặc là nói vài dòng để người ta có thể donate cho cái kênh của bạn. Thứ chín là làm cộng tác viên đại lý. À, các bạn không cần phải ừm um, khi mà các bạn làm kinh doanh thì có thể là các bạn không cần phải bỏ vốn theo cái hình thức là các bạn có thể làm cộng tác viên để trước hết là các bạn coi là những cái dòng hàng nào mà có thể bán chạy tại vì các bạn có thể test thử khi mà các bạn chia sẻ trên cái kênh của các bạn nếu mà cái này có nhiều người mua thì các bạn có thể nhập hàng về nhiều hơn thì cái đấy là cái cách mà khi mà các bạn đang kinh doanh sản phẩm vật lý sản phẩm hữu hình đó các bạn không muốn là có quá nhiều cái rủi ro nếu mà các bạn nhập cả đóng về các bạn có chiết khấu cao nhưng mà các bạn không bán được thì cũng bằng nhau và nó tồn hàng và những cái sản phẩm nó còn có day nó còn có ngày hết hạn nữa cho nên khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải nên rất là cẩn thận thì bằng cách mà các bạn làm cộng tác viên thì các bạn sẽ coi test được cái hàng nào mà có thể bán chạy hơn hoặc là các bạn làm theo cái dạng như là đại lý đại lý để các bạn đại lý online để các bạn nhập về các bạn bán thì cái lời khuyên của nhung như ban đầu thì các bạn nên áp dụng nhiều cái hình thức kiếm tiền cho cái kênh của các bạn tận dụng tối ưu hết tất cả trên một cái đầu khách hàng coi là khách hàng mà họ mua cái sản phẩm này thì họ sẽ có nhu cầu mua những cái sản phẩm nào nữa để các bạn có thể cài được hết ở trên cái website của các bạn để tạo ra nhu cầu khách hàng mua nhiều hơn thì các bạn để ý ở trên những cái kênh shopee á thì nó tạo ra những cái này nó rất là nhiều ví dụ mua theo combo này rồi là mua thêm cái này sẽ được giảm cái này mua thêm cái này sẽ được rẻ hơn vân vân thì chúng ta hãy áp dụng để chúng ta có thể làm và chúng ta tối ưu hết được cái cái thu nhập của mình trên một cái đầu khách hàng trước hết nhung chia sẻ muốn chia sẻ cho các bạn cái ngách nào cái ngành nào dễ làm phát triển online trong ngành y thì các bạn sẽ thấy là có da liễu này chăm sóc da chữa trị về da à, chút nữa thì nhung sẽ trong cái video tiếp theo bài học tiếp theo thì nhung sẽ chỉ cho các bạn một số ví dụ những người khác họ đã phát triển cái kênh này như thế nào thứ hai là phụ uh, khoa này sức khỏe sinh sản này sinh lý này sức khỏe mẹ bầu vân vân rồi tâm lý chữa lành wellness rồi dinh dưỡng này À, vật lý trị liệu rồi chăm sóc răng miệng thẩm mỹ chỉnh hình và y học cổ truyền rồi và những cái ngành y khác thì đây là những cái ngành khá là dễ phát triển trong ngành online on trong ngành y mà rất là nhiều bạn không biết à, bên mảng chăm sóc sức khỏe nữa thì à, cái hướng mà chúng ta có thể khai thác những nội dung như thế nào thì cái đây các bạn cần biết để từ đó là các bạn sẽ biết phát triển những cái kênh mạng xã hội nè những cái kênh mà các bạn kinh doanh ra làm sao bởi vì trên online thì nội dung là số 1 nội dung sẽ khiến cho các bạn có khách hàng thì cái nội dung của chúng ta sẽ bao gồm là chữ này À, rồi hình ảnh và video thì các bạn việc mà các bạn khai thác nội dung thì nhung khuyên là các bạn nên khai thác nhiều nhiều cái nội dung khác nhau là cả bao gồm cả text chữ âm là hình ảnh là video luôn chứ nếu mà chúng ta chỉ có thiên về một cái thì nó sẽ giới hạn á thì đầu tiên là các bạn nếu mà các bạn muốn có được nhiều ý tưởng viết bài, có được nhiều cái ý tưởng sáng tạo ra nội dung thì các bạn nên dùng qua cái công cụ tìm kiếm từ khóa. thì trong cái cái video đầu tiên là hướng dẫn cách làm sao, để cho các bạn cách làm sao để các bạn nghiên cứu thị trường thì Nhung đã có chỉ sơ qua cái cách mà các bạn sử dụng cái công cụ từ khóa như thế nào. thì các bạn tìm tương tự như vậy thì chúng ta tìm tất cả những cái gì mà khách hàng đang tìm kiếm liên quan đến cái những cái gì mà các bạn đang kinh doanh hoặc là liên quan đến cái ngành của bạn. Ví dụ như các bạn mà làm về bên à, dinh dưỡng đi thì tất cả những cái gì mà về dinh dưỡng thì các bạn viết hết cho Nhung. Đấy thì các bạn phải nghĩ ra cái được là khách hàng họ sẽ tìm cái gì liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng thì các bạn càng làm nhiều nội dung, càng càng dùng những cái từ khóa mà tốt người ta search nhiều á thì cái tỷ lệ mà cái kênh của các bạn càng tìm kiếm được nhiều hơn. Ví dụ như là các bạn làm trên bài blog thì cái tỷ lệ mà người ta tìm ra cái bài blog của các bạn sẽ cao hơn khi mà các bạn viết dựa trên những cái từ khóa như thế này. Và thứ hai là khi mà các bạn viết trên Facebook hay là Instagram vậy thì các bạn dùng những cái từ khoa đó thì đúng ngay cái vấn đề ở cái nhu cầu của khách hàng luôn à, bạn bỏ ở trên tựa đề là trong nội dung của các bạn và thậm chí trên hình ảnh các bạn để cái những cái tựa đề như vậy thì rõ ràng là họ cái tỷ lệ mà họ tương tác và họ coi và họ share nhiều hơn thì lúc đó thì có sẽ có nhiều người họ follow của, của kênh của bạn hơn thì đấy là cái cái mà chúng ta nên rất là nên dùng và khi mà các bạn càng tìm càng nhiều từ khóa các bạn lên sẵn một cái danh sách từ khóa thì khi mà các bạn viết bài các bạn sẽ không bị bí thì cái việc mà bí cái nội dung content nó thì rất là nhiều người gặp phải rồi các bạn cũng có thể lên YouTube như Nhung có chỉ là khách hàng cũng họ cũng sẽ search những cái từ khóa trên YouTube và các bạn coi đó thì người ta coi là người ta làm cái nội dung như thế nào dùng những cái từ khóa gì và thứ hai là các bạn có thể xem những cái comment của những cái người ở dưới thì họ sẽ hỏi và nhờ những cái người content creator những cái người mà YouTuber có thể chia sẻ thêm những cái nội dung này nội dung nọ thì các bạn biết là người ta đang quan tâm đến cái những cái gì thì tất cả những cái thứ này là chúng ta đã làm những cái gì research quan trọng từ ban đầu rồi. thì cho nên trong quá trình mà các bạn tạo content, bạn vẫn tiếp tục research để chúng ta biết được những cái vấn đề khách hàng đang quan tâm và chúng ta nói chúng chính xác vấn đề, nói chúng tim đen của khách hàng thì tỷ lệ mua hàng sẽ cao hơn hoặc là cái tỷ lệ những người mà họ vào follow bạn sẽ cao hơn và các bạn cũng có thể tham khảo những blogger trong ngành. thì các bạn search là, là những blogger liên quan đến những cái lĩnh vực mà các bạn đang muốn làm thì các bạn follow những cái người đó ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ý tưởng để chúng ta sáng tạo nội dung và cái cái mảng mà chấm đặc biệt là chăm sóc sức khỏe là rất là nhiều blogger rất nhiều blogger viết thì các bạn có thể tham khảo, khảo họ để các bạn có thể có những cái nội dung hay và đặc biệt là nó mới lạ tự nhiên chúng ta tham khảo không phải là chúng ta bê hết của người ta mà chúng ta chỉ là lấy coi là biết có những cái ý tưởng hoặc là thêm được những cái ý tưởng là được truyền cảm hứng thì các bạn sẽ viết dựa trên những cái kiến thức kinh nghiệm và cái chuyên môn của mình rồi các bạn cũng có thể hỏi trên group facebook thì đấy là cái tip mà nhung làm rất là nhiều tức là nhung sẽ vào những cái group mà có những cái đối tượng khách hàng mục tiêu sau đó là nhung hỏi những cái câu hỏi những cái gì mà họ quan tâm nhất thì khi mà nhung hỏi những cái câu hỏi đó thì thực sự là họ rất là open họ trả lời và từ đó là nhung có rất là nhiều ý tưởng là nhung sáng tạo nội dung và nó rất là hiệu quả bởi vì nó đúng nhu cầu của nhiều người cho nên nó là đấy là cái cách mà các bạn có thể tìm tiếp theo thì các bạn đây là một số những cái gợi ý về nội dung mà nhung thường nhung biết về cái ngành trong cái ngành sức khỏe và ngành y để các bạn có thể làm ví dụ như các bạn có thể à, chia sẻ những cái chữa các loại bệnh thường gặp cái đây người ta sệt rất là nhiều nha các bạn thứ hai là các bạn có thể viết những cái triệu chứng của bệnh thường gặp này rồi những cái vấn đề mà thường xuyên mà sai lầm những vấn đề của họ trong quá trình mà họ chữa bệnh này trong quá trình mà họ ăn không có đúng cái 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 quy trình của dinh dưỡng hay là ăn bị mất chất này thiếu chất vân vân thì các bạn có thể viết những cái đó những cái vấn đề những cái mà sai lầm thì các bạn viết những cái đó hoặc là cách sử dụng những cái từng loại thuốc cách sử dụng từng cái uh, dược mỹ phẩm cách sử dụng từng những cái thực phẩm chức năng để nó tốt vào cái gì và kết hợp dùng ra làm sao chữa những cái bệnh gì rồi các bạn cũng có thể review những cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe rồi những cái loại sản phẩm rồi những cái loại cái cái, cái loại mà review cái kinh tay mà về review người ta quan tâm rất nhiều ha tại vì người ta rất là thích coi để người ta phân tích là coi là cái sản phẩm này có tốt hay không nó phù hợp với ai phù hợp những gì đương nhiên là chúng ta phải viết dựa trên cái việc là nó nó công minh rồi là nó nó đúng nhất chứ không phải là chúng ta vì chúng ta bán sản phẩm cho nên chúng ta ca cái sản phẩm đó lên trời thì các bạn mà càng viết nó nó lại càng công tâm thì người ta lại càng có cái độ tin tưởng cao rồi các bạn cũng có thể là viết cách chăm sóc sức khỏe tại nhà này thực đơn dinh dưỡng này rồi những cái hiểu nhầm thường gặp trong những cái loại bệnh điều trị chăm sóc sức khỏe rồi tâm sự ngành y rồi những cái câu chuyện trong ngành những cái định hướng về nghề nghiệp thì tất cả những cái gì mà khách hàng họ quan tâm trong cái lĩnh vực của bạn thì chúng ta phải viết hết từ đó là khi mà các bạn càng lên những cái ý tưởng các bạn lên một cái danh sách những cái ý tưởng thì các bạn càng dễ làm tại vì có nhiều người tâm sự với nhung là khi mà các bạn mới làm kinh doanh các bạn hay bị bị ý tưởng rồi các bạn viết một thời gian các bạn không biết viết cái gì nữa bởi vì các bạn không biết cách để chúng ta khai thác ý tưởng thì từ những cái mà cách mà nhung chỉ cho các bạn thì chúng ta khai thác theo cơ hướng đó thì rõ ràng khi mà các bạn lên một cái kế hoạch tất cả những cái gì các bạn cần viết một 100 bài cần viết 200 bài cần viết thì các bạn sẽ không bị bí ý tưởng nữa tại vì chúng ta dựa trên những cái mà chúng ta nghiên cứu một cách khoa học nhất và nghiên cứu đúng nhất thì chắc chắn là cái nội dung của các bạn sẽ thú vị nè có nhiều người follow và cái lượng follow nó tăng rất là nhanh rồi chúng ta sẽ làm cái sử dụng những cái kênh marketing nào, uh, triển khai nội dung uh, như thế nào để cho các bạn có được nhiều lượng khách hàng tới kênh của các bạn nhất và các bạn uh, càng nhiều người càng tới kênh của các bạn thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Thứ nhất là các bạn sẽ làm kênh website. Uh, trên cái mảng uh, sức khỏe này là cái kênh website là vô cùng quan trọng và 100% các bạn đều phải làm. Và khi mà các bạn làm website là một cái kênh mà marketing không đồng uh, và nó là có cái tỷ lệ và chuyển đổi ra đơn hàng cao nhất so với tất cả các kênh mạng xã hội Đấy. Cho nên là các bạn phải làm Thứ nhất là cái kênh website thì các bạn có thể đăng tất cả những cái sản phẩm của các bạn lên bán Với những cái nội dung rất là đầy đủ Để khách hàng họ coi, họ đỡ phải gọi điện cho các bạn tư vấn Thì các bạn đỡ phải công sức các bạn tư vấn Thứ hai là cái tỷ lệ mua hàng sẽ cao hơn Thì các bạn thấy là có rất là nhiều người lên Shopee họ mua Họ rất là lười gọi điện trực tiếp Uh, cho chăm sóc của khách hàng hay là gọi điện trực tiếp cho các người bán bởi vì uh, khi mà trên shopee thì họ đã có nhu cầu mua họ vào sản phẩm rồi họ coi review rồi họ coi cái chi tiết về sản phẩm là thường là họ mua luôn mà không cần gọi điện và nếu mà các bạn muốn kinh doanh được khỏe thì các bạn phải làm như vậy tức là trên website của bạn đầy đủ tất cả thông tin để họ không cần phải liên hệ với bạn mà họ mua trực tiếp trên đó thì lúc đó là có phải là um, tỷ lệ mà người vào cái, cái website của các bạn càng cao thì rõ ràng cái nhu cầu thì, thì cái tỷ lệ mà người ta mua hàng càng cao nếu mà các bạn làm được cái điều đó còn nếu mà bạn chỉ có đăng sản phẩm thôi không có chế độ mua hàng tự động này hoặc là đăng sản phẩm rất là thiếu thông tin thì họ sẽ gọi điện cho bạn này rồi xong bạn phải nói chuyện này này kia kia nọ rồi phải chốt đơn nó rất là mắc công cho nên làm sao một website phải đạt được là thông tin nội dung đầy đủ hệ, hệ thống thanh toán tự động và các bạn um, có thể là và cái phần mình blog á, chia sẻ nội dung bài viết á, các bạn phải đầu tư rất là nhiều như nhung nói đây là cái con đường mà để khách hàng có thể tìm kiếm các bạn trên của tìm ra bạn trên google và nội dung của các bạn phải tối ưu hóa để google để đẩy cái thứ hạng của cái bài viết của bạn lên top của google thì đó là cái cái kỹ thuật seo thì các bạn phải làm như vậy rồi thứ hai các bạn sẽ phải đăng. Uh, có thể đăng những cái dịch vụ rồi uh, coaching một một hay tất cả những cái dịch vụ tư vấn gì của bạn có thể lên trên cái website của các bạn thì vừa đăng sản phẩm mà uh, hữu hình cũng được vừa đăng cái dịch vụ của các bạn cũng được có thể tất cả bỏ tất cả ở trên website để các bạn uh, kinh doanh uh, bất kỳ sản phẩm nào mắc tiền hay rẻ tiền bạn cũng có thể uh, up lên trên đó hết thì đấy là một cái, cái rất là hay thậm chí là các bạn có thể có những cái hệ thống mà uh, make appointment tức là uh, lên lịch hẹn ví dụ như là các bạn có lên lịch hẹn để các bạn tư vấn cho khách hàng này lên lịch hẹn để các bạn khám chữa bệnh thì các bạn có thể làm hoàn toàn tự động ở trên online và trên website mà rất là dễ thậm chí những các bạn nào mà chưa có kinh nghiệm gì về kinh về về làm qua website làm qua công nghệ các bạn cũng có thể tự làm theo những cái hướng dẫn của nhung ở trên website kiếm tiền online hấp thì trên này nhung có mở miễn phí để cho các bạn có thể biết cách để làm một cái website một cách rất là chuyên nghiệp giống như là một cái người mà chuyên làm website thì các bạn có thể vào đây, các bạn click tới um, cái phần mà học thử này Xem và xem nội dung học. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy có những cái bài sample lesson là những cái bài miễn phí các bạn có thể coi. Thì um, cái bài mà hướng dẫn làm website thì nó ở trên cái trang số 4 và 5. Thì các bạn click dần tức là click uh, tới trang số 4 số 5 và các bạn có thể coi thì các bạn sẽ thấy là nó mở như thế này là sample lesson là các bạn được học miễn phí thì các bạn vừa mở clip và các bạn thực hành theo là các bạn có thể làm được một website rất là xịn sò bởi vì những cái website uh, hướng dẫn làm website của nhung thì nó um, có sẵn những cái mẫu rồi các bạn tức là có những cái giao diện chuyên về chăm sóc sức khỏe chuyên về bán những cái sản phẩm thực phẩm chức năng các bạn có thể research với cả mua những cái uh, cái theme tức là những cái giao diện đó và các bạn chỉ về chỉ có đổi chữ này đổi hình nữa là xong rất là khỏe thì nó đã có những cái mà nó đã sẵn có cho các bạn rồi thì các bạn chỉ cần làm theo thôi nó rất là đơn giản và thứ hai là các bạn nên làm kênh youtube nữa ha cái kênh youtube là cái kênh có độ chuyển đổi rất là cao và thứ hai là các bạn cũng có thể uh, áp dụng là cái, cái cái việc mà tìm từ khóa thì uh, nó sẽ uh, hiển thị Đến cái video của bạn rồi các bạn có thể tối ưu nội dung vân vân thì với cái kênh youtube thì các bạn um, có thể uh, làm rất là đơn giản và chút nữa Nhung sẽ chỉ cho các bạn một số những cái ví dụ để các bạn có thể làm theo. Thứ hai cái tiếp thứ ba là cái kênh TikTok thì các bạn để ý có rất là nhiều bạn bây giờ là dược sĩ, bác sĩ. Các bạn đọc của các bạn đó rồi làm làm bên thẩm mỹ này các bạn cũng lên kênh TikTok là những cái cái đoạn clip rất là ngắn để chia sẻ cái cách làm nhưng mà không có phải nói nói nhiều như này đâu mà thường là các bạn sẽ làm những cái mà nó rất là nhanh và nó dễ hiểu và clip TikTok thì nó làm cũng mang tính giải trí phải làm sao mà cái nội dung các bạn truyền tải thú vị và dễ hiểu nhất ví dụ như thậm chí là chỉ cần um, các bạn làm theo tiếng nhạc rồi xuất hiện text lên cái video thôi là cũng đã lên xu hướng rồi thì có rất là nhiều nội dung ở trên tiktok mà người ta follow rất là đơn giản đặc biệt là những cái gì mà liên quan đến phần thẩm mỹ này da này rồi dinh dưỡng người ta rất là quan tâm thậm chí là những cái bệnh mà thường ngày thường gặp cách chữa như thế nào thì người ta cũng rất là quan tâm. Thì các bạn có thể nếu mà các bạn có khả năng làm TikTok thì các bạn nên làm. Và TikTok thì các bạn nhớ là cái nội dung các bạn lên clip lên phải dày nha, là 3 đến 5 clip một một tuần thì các bạn nhớ là các bạn làm. Và khi mà các bạn làm TikTok thì các bạn phải hiểu được tất cả những cái mà nào có thể lên được xu hướng là Thứ hai là cái cái chất lượng clip như thế nào. để thứ ba là những cái mà cấm ở trên tiktok các bạn không nên làm và nếu mà các bạn làm như vậy có thể bị xóa kênh hay là không có thể lên được xu hướng và cái cái, cái clip rất là lạc đẹp lượng view thì các bạn nên nên chú ý để các bạn làm và Facebook thì rõ ràng là một cái kênh có lượng mà người, cái kênh mạng xã hội có lượng người tham gia đông nhất cho nên là các bạn không thể nào bỏ qua cái kênh Facebook này thì các bạn có thể tạo ra cái kênh fanpage để các bạn chia sẻ những cái nội dung hoặc là các bạn, nếu mà các bạn xây dựng tất cả dựa trên cái personal brand tức là cái thương hiệu cá nhân thì các bạn làm trên cái kênh Facebook cá nhân làm sao để chúng ta chia sẻ những cái kiến thức đến đúng cái đối tượng khách hàng mục tiêu à, trên những cái group Facebook là nào mà có khách hàng mục tiêu của bạn thì các bạn tham gia những group đó là các bạn chia chia sẻ những cái nội dung mà chăm sóc khách hàng chứ còn nếu mà các bạn chia sẻ những cái nội dung về bán hàng thì những cái đó thì nó không hiệu quả đâu các bạn phải 80% là các bạn chia sẻ những cái nội dung chăm sóc khách hàng rồi hữu ích cho khách hàng và 20% là các bạn kèm vào các bạn bán hoặc là các bạn lâu lâu các bạn để những cái post để bán thì khách hàng mà họ vào facebook cá nhân của các bạn là họ biết là bạn đang kinh doanh gì rồi cho nên là các bạn không phải liên tục cứ bán, bán 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 suốt ngày mà hãy chia sẻ để cho có được nhiều khách hàng họ follow chứ còn họ đâu bao giờ follow một người mà bán hàng nhiều đâu đa số là họ follow những cái người mà đem lại gọi là KOL, những cái người mà có tầm ảnh hưởng, có những người mà chia sẻ những cái nội dung hữu ích thì đấy là cái cách mà chúng ta nên làm. Và Instagram cũng là một cái cách rất tốt với những cái bạn mà làm bên ngành dinh dưỡng này, chăm sóc da. À, đấy thì là các bạn nên làm theo cái kênh Instagram. Thì tiếp theo thì Nhung sẽ chia sẻ những clip tiếp theo là về case study, thì Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách mà chúng ta làm, những người nào mà đã làm những cái kênh thành công để cho các bạn có thể học hỏi. Trong bài này thì Nhung sẽ hướng dẫn cho các bạn, uh, chia sẻ cho các bạn một số những cái uh, kênh mà đã làm rất là thành công ở trên online Để cho các bạn biết là với cái ngành mà chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng rồi uh, Về ngành y á, thì nếu mà các bạn làm được những cái kênh online này thì có nhiều người xem thế nào Và nhiều người quan tâm thế nào mà nếu mà các bạn không làm thì các bạn đã bỏ qua biết bao nhiêu cái cơ hội để các bạn phát triển trên online thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái vấn đề mà thẩm mỹ nội khoa thì sẽ có bác sĩ Dr. hiếu này thì cái lượng subscribe rất là đông thì cái anh này cũng có làm ở trên cả tiktok luôn thì bạn có thể xem cái cách mà anh này ảnh làm để uh, anh bác sĩ này ảnh làm để các bạn có thể uh, có được những cái ý tưởng mà các bạn phát triển kênh rồi cái uh, chị bác sĩ này cũng vậy cũng có rất là nhiều người quan tâm này bên thẩm mỹ này về da này thì các bạn đang làm ngành gì thì chúng ta có thể follow những cái người để cái cách mà họ nói như thế nào cái cách mà chúng ta, mà phát triển cái nội dung làm sao thì các bạn có thể xem những cái kênh này để các bạn có thể học hỏi thì các bạn đơn giản là các bạn search những cái cái từ khóa liên quan đến cái ngành của bạn rồi xong là các bạn liên quan đến ngành y thì chúng ta có thể tìm được những cái kênh này Đấy, kênh anh bác sĩ này có rất là nhiều người quan tâm Đấy, tại vì về sức khỏe mà nhiều người họ rất là quan tâm rồi cũng có những bạn mà các bạn cũng có thể tìm ở trên uh, online ở trên trên kênh Facebook thì Nhung có quen một cái chị này rất là rất là nổi tiếng chị này thì là bác sĩ ở Mỹ thì chia sẻ rất là nhiều những cái bí quyết những cái clip hay và rất là nhiều người quan tâm thì các bạn có thể research các bạn xem rồi các bạn lên được nhiều cái ý tưởng hay ho. Rồi trên ví dụ trên mạng thì Nhung cũng có thấy tìm ra và thấy được cái trang này thì họ chia sẻ những cái khóa học về dinh dưỡng là huấn luyện viên về dinh dưỡng. Thì đây là một cái ngành hiện tại đang rất là hot ở Việt Nam. Ở nước ngoài thì nó đã hot lâu lắm rồi đã phát triển lâu lắm rồi uh, mười mấy năm về trước nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ mới bắt đầu và không có nhiều người uh, làm cái mảng này cho nên nó là mà cái nhu cầu thì rất là lớn cho nên là bạn nào làm bên cái mảng dinh dưỡng thì sẽ có rất là nhiều đất để phát triển rồi đây là một trong những bạn học trò của nhung thì trong cái lĩnh vực mà dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe thì nhung có rất là nhiều học trò à, thì đây là một bạn còn rất là trẻ thì đã làm một cái ngách đó chính là chăm sóc răng miệng thì các bạn có thể tham khảo cái cách bạn làm như thế nào viết bài ra làm sao rất là thú vị bạn tự làm website như thế này tự làm hết dựa trên những cái gì mà nhung hướng dẫn ở trong cái khóa học để là tự làm một cái website và chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến cái ngách mà răng miệng của bạn thì có bạn thì à, học viên của nhung thì lại làm chuyên về ngách mà về à, về y học của truyền đấy thì có rất là nhiều cái ngách để các bạn có thể làm và quan trọng là chúng ta có được cái kiến thức này chúng ta có sở trường và chúng ta làm liên quan đến cái ngành đó để chúng ta hiểu và chia sẻ những, những cái nội dung liên quan. <laughs> cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết và học hết về khóa học thì nhung tin là cái khóa học này đã chia sẻ cho các bạn một cái định hướng tốt để các bạn biết là ở trên à hóa ra là ở trên online các bạn phát triển có thể nhiều như vậy và có rất là nhiều cái uh, cái thuận lợi cho các bạn nếu mà các bạn phát triển trên online không chỉ là thương hiệu cá nhân của các bạn các bạn có nhiều khách hàng hơn rồi các bạn có thể áp dụng được rất là nhiều cái cách để các bạn có thể kinh doanh và kiếm tiền trên online và thực sự là online là một cái cách mà các bạn có thể chạm tới cộng đồng tốt nhất và đem lại được nhiều giá trị cho cộng đồng ví dụ như trước đây thì chúng ta cái kiến thức của chúng ta rồi là kinh nghiệm của chúng ta có thể phục vụ được một số lượng khách hàng nhất định ở địa phương nhưng mà bây giờ với những cái kiến thức online thì các bạn có thể giúp được cho nhiều người hơn rồi là các bạn có thể uh, uh, dùng những cái kiến thức đó để chữa bệnh hoặc là uh, về chăm sóc cho uh, sức khỏe cho nhiều người hơn thì nhung nghĩ là đây là một cái mà các bạn rất xứng đáng để các bạn đầu tư thời gian để các bạn chia sẻ những cái kiến thức như vậy và đương nhiên là khi mà chúng ta chia sẻ kiến thức thì chúng ta sẽ nhận lại là các bạn có thu nhập rất là cao rất là tốt về cái ngành về liên quan đến ngành y rồi chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng những bạn nào mà đang là sinh viên hoặc là thậm chí là các bạn đi làm trong ngành y mới ra trường đi làm vài năm mà các bạn thấy cái thu nhập của mình không có được cao như các bạn mong muốn thì chúng ta có thể làm cái nghề trên online này giống như là cái nghề part time thứ nhất là khi mà chúng ta chia sẻ chúng ta dạy cho người khác hoặc là chúng ta hướng dẫn cho người khác thứ nhất là cái kiến thức của các bạn sẽ vững hơn rồi có những nhiều những cái feedback của khách hàng nhiều feedback của người xem để giúp cho các bạn hoàn thiện hơn cái kiến thức của mình rồi thứ hai là các bạn sẽ có thu nhập tốt hơn bởi vì như nhung làm trong ngành y uh, gia đình nhung làm trong ngành y rất là nhiều cả đại gia đình luôn thì nhung hiểu là những bạn mà mới ra trường thì cái thu nhập của các bạn rất là hạn chế cho nên là chúng ta có thể dùng những cái con đường làm online như thế này để chúng ta phát triển uh, cái thương hiệu cá nhân của các bạn phát triển cái kênh của bạn tốt hơn và cái thu nhập của bạn tốt hơn và các bạn biết là làm online á như nhung có chia sẻ cho các bạn là từ cái cái việc mà chúng ta tìm thị trường như thế nào những cái công cụ mà chúng ta phải làm để chúng ta xem dữ liệu nè rồi các bạn phải viết nội dung rồi các bạn phải làm kỹ thuật seo rồi các bạn làm marketing đồng thời có rất là nhiều những cái kênh mạng xã hội khác nhau mà các bạn không biết làm như thế nào để hiệu quả này rồi những cái chiến lược à, kinh doanh các bạn cũng không biết làm trên online như thế nào thì có ti tỷ ở việc rất là khó ở trên online mà các bạn không biết thì nhung khuyên là các bạn nên đầu tư để học một cái khóa học và cái khóa học kiếm tiền online hub com của nhung thì nhung dạy hết tất cả tức là các bạn học một khóa học thôi thì các bạn sẽ sử dụng nó trọn đời và cho rất là nhiều những cái mục đích khác nhau nói chung là nó từ a tới z không thiếu một cái gì hết cho nên là nếu mà các bạn muốn phát triển trong sự nghiệp thì các bạn nên đầu tư để các bạn học khóa học này à, thì nhung sẽ cho các bạn xem ở trên website của cái khóa học của nhung và trên đó nhung cũng chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức uh, liên quan đến kinh doanh uh, và những cái blog uh, thì các bạn có thể vào đây các bạn tham khảo và nếu mà các bạn muốn đặt để học khóa học thì các bạn có thể nhấn vào đăng ký ngay hôm nay thì khóa học là cái giá tăng liên tục các bạn tại vì nhu cầu học rất là cao và cái khoa học của Nhung là cái giá gốc của nó là 11 triệu 999 ngàn và bây giờ hiện tại là Nhung để là 9, 4 triệu 999 ngàn và nó sẽ tăng dần thì các bạn có thể theo dõi ở đây để các bạn có thể đăng ký các bạn học và khóa học này có chính sách là hoàn tiền trong vòng 7 ngày nếu mà các bạn thấy khóa học này không phù hợp thì các bạn có thể yêu cầu hoàn tiền ngay và tất cả mọi thứ thì nhung đã đều hướng dẫn trong khóa học rồi và không chỉ là nếu mà các bạn kinh doanh vào ngành thời trang hay các bạn muốn kinh doanh một cái gì đó trong tương lai thì tất cả mọi thứ đều ở trong khóa học này và bạn chỉ cần học một khóa thôi và các bạn có thể kinh doanh bất kỳ một cái lĩnh vực nào với những cái kỹ thuật marketing tương tự như vậy thì nhung chỉ cần một chút nỗ lực của các bạn đó là kiên trì học theo từng hướng dẫn của nhung và theo những cái quy trình nhung dạy thì chắc chắn là các bạn kinh doanh sẽ thành công khóa học sẽ được hỗ trợ qua một cái group học viên thì tại đây có rất là nhiều bạn kinh doanh những cái mảng khác nhau và sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều à, và trong đây thì các bạn chỉ cần úp lên câu hỏi thì Nhung sẽ trả lời hết tất cả để đăng ký khóa học này thì các bạn vào website kiếm tiền online com tại đây thì các bạn sẽ kéo xuống dưới có cái chữ đăng ký ngay khóa học hoặc là các bạn nhấn cái này cũng được. Thì các bạn lưu ý là cái khóa học này có giá là 11.999 là cái giá gốc thì giá sẽ tăng theo. Đây giá thì hiện tại là nó đang là 4 4.999 thì nó sẽ tăng theo sau mỗi 300 học viên thì các bạn có thể theo dõi cái lượng giá tăng này để cho các bạn biết là chúng ta sẽ đăng ký với cái giá bao nhiêu thì các bạn chú ý nha, chúng ta đăng ký càng sớm thì sẽ có được cái giá tốt nhưng hy vọng là sẽ được đồng hành với các bạn và giúp cho các bạn kiếm được rất là nhiều tiền với những cái dự án kinh doanh online của các bạn qua cái khóa học này